Lotus by Johnny Dũng, the best of life. Thanh Nhã rất vui chào đón quý vị khán thính giả đến với chương trình Lotus Beauty Talk trên biển. Yeah, cùng với Thảo Ly, anh Johnny Dũng. Chúng ta sẽ nói về những sản phẩm có thể là nguồn tài nguyên thiên nhiên từ đại dương này. Chỉ có ngay tại California của chúng ta đó Thanh Nhã, là được khí hậu rất là ôn hòa, rất là dễ thương. Như vậy cho nên chúng tôi mới kéo nhau ra biển để mà enjoy. Nói về dược thảo mà những sản phẩm từ trước đến giờ mà quý vị biết đến từ công ty Lotus á, thì lúc nào cũng là từ biển nè, từ rong biển, là cái gì cũng phải đi xuống dưới biển lấy xuống nước. Công ty Lotus by Johnny Dũng với dòng sản phẩm collagen tuyệt vời. Quý vị để biết đến với collagen có yến thượng hạng, collagen nấm đỏ linh chi, rồi collagen plus, rồi đến collagen ginseng, tức là collagen tế bào gốc nhân sâm. Chúng ta phải nói rằng là với cái danh hiệu quán quân như vậy, collagen đã mang đến với rất nhiều những cái hữu ích như là da, móng, tóc, nếu răng, giữ được cái sức khỏe, sức trẻ mà quý vị đã từng mơ ước. Thì collagen là vị cứu tinh để giữ lấy cái sự trẻ hóa. Nhắc đến collagen, chúng ta sẽ biết đến ông vua collagen ngồi ở ngay đây. Và đặc biệt hơn nữa là ngay không khí ngoài biển mà vẫn có nguyên cái thùng sake. Và có những cành hoa anh đào rủ rượi rất là đẹp. Rất là tuyệt vời. Cho nên là này là made in Japan 100% luôn như vậy. Không những thế, khi mà nãy Thanh Nhã và Thảo Ly nói rằng là cái nguồn tài nguyên bắt nguồn từ biển của chúng ta, chúng ta không bao giờ bỏ qua được cái liquid phucoidin, tức là những cái dạng phucoidin dạng nước mà công ty Lotus chúng ta đã đến tay quý vị với cái liều lượng cao nhất trên thế giới là 5.357 mg. Wow. Rồi nó còn có thêm những cái dưỡng chất rất là tuyệt vời mà quý vị đang mong ước thèm khát để có thể giúp cho trong cái nội tạng cho khỏe mạnh. Anh Dũng và Thảo Ly thì nhớ không, mình có rất là nhiều nhân chứng sống đã tìm đến super phucoidin dạng liquid tăng sức đề kháng nè bên trong nội tạng của mình. Thanh Nhã được biết rất là nhiều dưỡng chất ở trong đây với cái liều lượng miligam rất là tuyệt vời. Không những thế mà nó lại có cái kỹ thuật mang tên liposomal, tức là kỹ thuật thẩm thấu gần như là tuyệt đối mà chỉ có công ty Lotus by Trời Dũng mới có khả năng làm được như vậy. Vâng, và Thanh Nhã kính mời quý vị tìm đến dòng sản phẩm super collagen cũng như là super phucoidin của công ty Lotus qua một số điện thoại duy nhất, đó chính là 1-855-955-6887. Mời quý vị vào website johnnydung.com. Lotus by Johnny Dũng, the best of life.